tục Zalo bò mới anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò mới là trực tiếp giùm em ha. Bữa nay ngày 4 tây tháng 9 2022 anh chị. Đây. Cô chú anh chị nào có nhu cầu xài alo trực tiếp giùm em. Em đi bò cũng khá là đông anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về các tỉnh ha. À, Đồng Nai anh chị. Hậu Giang, Sóc Trăng. Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương ha anh chị. Đây. À, Vĩnh Long ha anh chị. Em đang có chuyến xe về Vĩnh Long ha anh chị. Nào ở Đồng Tháp đều ghép được hết anh chị. Đây đường bò em về cũng khá là đông, anh chị nào có nhu cầu bắt bò chữa liên hệ trực tiếp giùm em ha. Em về được 3 bò chữa cái tơ em chưa kịp quay ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài bò chữa alo trực tiếp giùm em. Ta con bò chữa tơ anh chị, bò chữa này chữa tầm 4 tán anh chị. Em không kịp quay ha. Đường bò cũng khá là đông ha anh chị. Đây, đây là bò chữa tơ nữa anh chị, 3B ha. 3B chữa luôn ha anh chị. Chữa tơ ha, anh chị nào mà bắt không kịp á, em chưa kịp quay clip á, anh chị nào có nhu cầu bắt bò chữa tơ bữa kem alo trực tiếp giùm em ha. Tục xô 5 con cái đực anh chị, mã số 1 ha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Em show hai con đầu tiên là ghét cá cóc anh chị. Con bò này yếu 1 mét anh chị. Hai con này yếu 1 mét anh chị ơi. Đây. Đó, hai con này F2 không anh chị, con kia là con mẹ good ha. Đây. Yếu 1 mét anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây là ba con này là một. Cái này là hai con đầu tiên là yếu 1 mét anh chị. Cái con 3B đỏ này với con kem đỏ 3B đỏ cũng được anh chị. Với con kem F2 với con kem trắng giấy đó anh chị. Em show ba con là ba con này là tầm 1 mét trơn anh chị, con kia là trên mét tí ha. Đây, con kem trắng giấy là anh chị trên mét anh chị. Đó, rất là đẹp bò. Đây, mã số 1 anh chị. Đây, rất là to, rất là đẹp anh chị. Con này là yếu mét anh chị. Con kế là yếu mét ha. Cặp bò đầu tiên này có giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi anh chị. Anh chị nào nhanh tay bắt cặp đực 19 triệu rưỡi alo trực tiếp giùm em ha. Bò này không còn gống ghiếc anh chị. Bò này giá tầm trung anh chị ơi, chưa đầy 20 triệu được một cặp bò ha anh chị. Đây, nó rất là mẫu, rất là đẹp, rất là ok anh chị. Trong hình nó bóng ở ngoài ha. Con mẹ sau là mẹ siêu đẻ gai anh chị. Đây. Con này là cũng mẹ Pháp đẻ ra ha. Sao nó ra màu đỏ vậy? Anh không biết là anh chủ anh ơi. Nó về 3B nó ra vậy anh chị. Lưng quay đầy hở rất là hở anh chị. Con này là tầm 1 mét bò anh chị. Dòng F2 nè anh chị. Đây con kem chân giấy anh chị rất là đẹp ha. Em show ba con này là giá tại chuồng em là 39 triệu anh chị ơi. Ba con cuối là 39 triệu ha. Đây, ba con cuối là 39 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em ha. Đây, rất là đẹp anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà mình xài ba con được tầm chung chung rồi alo trực tiếp giùm em ha. Lưng quay là đều hở hết anh chị. Anh chị xem nè. Cái dàn lưng rất là tốt ha. Đó, anh chị thấy không? Rất là tốt bò. Đó, giá tầm chung ha anh chị. Ba con ngá đực này là 39 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Em show ha anh chị. Tại vì có con kem này nó bự cánh bên kia ha anh chị. Con kem là rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em. Đây, mẫu mã rất là ok ha anh chị. Anh chị nào mà thích đồng tiền mà nhỏ nhỏ tiền mà không còn cống biết thì cứ alo trực tiếp giùm em ha. Xương sóc đứng nè anh chị, như cây cơ ha anh chị. Giá tầm chung chung không anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm em ha. Mã số 1, giá tại chuồng em mé bên trái trái của em lập show ba con là 39 triệu ha anh chị. 39 triệu, đầu cổ rất là ok ha anh chị. Đây, rất là đẹp bò. Đó. Màu nè. Không biết sao mà gieo F2 mà ra đấy. Mẹ kem nó ra vậy anh chị. Kiểu kia kêu ba nó baby nâu cũng được anh chị. Đó. Ba con này là giá 39 triệu. Đây, kế hai con ngá đực thì giá tầm trung ha anh chị. 19 triệu rưỡi anh chị. Giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em. Đây, giá rất là ok ha. Rất là đẹp bò. Đây. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị. Mẫu mã là nó không chỗ nào để chê được anh chị ơi. Đây, nhân mặt nè. Đó, lưng quay này nói chung là cũng hơi dẻo dẻo chứ nó không có hở mấy anh chị. Mà nó cũng không lép chẹp ha. Đó, mẫu mã nè. Đó. Rất là ok. Đây, rất là đẹp bò ha anh chị. Giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo em. Cái cặp đầu tiên nè anh chị. Anh chị thấy không? Rất là đẹp ha anh chị. Giá chỉ 19 triệu rưỡi sau một cặp bò được kem ha anh chị. Một con kem chì, một con kem sữa ha. Còn hai ba con kia là rất là ok. Đây, rất là đẹp bò. Giá 19 triệu rưỡi một cặp đực ha anh chị. Đây. Đây. Ba con này là giá 39 triệu anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Mẫu mã là nói chung là em lựa là không chỗ nào để chê được ha anh chị. Đây rất là đẹp ha anh chị. Đây cái dòng mẫu nè. Xương sóc đứng thẳng gẳng rất là ok bò ha. Con bò này chiều cao tầm mét mét hết trơn ha anh chị. Con kem trắng giấy này thì nó trên mét ha anh chị. Đó. Đây, cái mẫu rất là đẹp ha anh chị. Ok lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái mình liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em ha. Con bò này rất là dày bò ha anh chị. Đây, rất là đẹp bò. Đây, rất là đều bò anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài ba con đực này giá 39 triệu có liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con này rất là ok anh chị ơi. Con này rất là dày, ba con này là nói chung là em mượn mẫu không anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 1 anh chị.
Mã số 1 mé bên tay trái em ba con là 39 triệu anh chị. Mé bên tay phải em là cặp nghé được được nhỏ này là 19 triệu rưỡi anh chị. Yếu mét anh chị. 19 triệu rưỡi một cặp anh chị. Anh chị nhớ mã cộng mã số giùm em ha. Đây. Rất là dày bò ha anh chị. Con nào cũng như con nấy anh chị. Đây, con kem giữa anh chị, cực kỳ VIP anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng ok lắm anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha. Số 2 anh chị, có chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài alo trực tiếp giùm em ha. Bò này nói chung là chung một chủ luôn anh chị ơi. Em bán về cho anh chị dễ mua ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cái sữa cái alo trực tiếp giùm em ha. Con bò này đẻ tầm khoảng 2 lứa hoặc 3 lứa quay về anh chị, bò này chữa tầm 8 tháng rồi anh chị. Đây, con mẹ cái xin anh chị. Đây, cái xin. Đây, rất là to, rất là đẹp bò anh chị. Con bò này chiều cao nó trên 1m1 anh chị. Đuôi là lết phết ra, điền nhân cứu anh chị. Đây, con bò này là bao chữa anh chị ha. Đó, con bò này giá tại chuồng em là 16 triệu rưỡi anh chị. Giá 16 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, có con gái cái đầu tiên rồi đây. Rất là to, rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Con bò này chiều cao 1m1 bò anh chị. Đây. Đây, rất là to, rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay bắt cái mẫu con cái nuôi liên hệ trực tiếp giùm em ha. Dàn cúng từ cái vú mà lên trên anh chị, rất là đẹp hay bò anh chị. Xương sóc rất là to ha. Nó còn lông máu anh chị. Con này là chung là không có chỗ nào để chê được anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mã số 2 mà con cái là liên hệ trực tiếp giùm ha. Con cái này giá tại chuồng em là 12 triệu rưỡi anh chị. Giá 12 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to anh chị, sái đều chính hết. Bò này không còn cống ghiết ha. Đó, rất là to bò. Đó. Nói chung là bò này bắt chung một chủ á. Em kêu cái giá nó cũng nên nói cho anh chị về mình nuôi để nái anh chị. Đây, rất là to ha. Đây, con mẹ chữa là rất là mập ha anh chị. Đây, 16 triệu rưỡi anh chị. Bò chữa 16 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha. Bò này là bao chữa ha anh chị. Đây. Đó. Đây. Cái chỗ này là nó bị trầy anh chị, xuống xe bị trầy ha. Không bị gì ha, giống như bù hắt. Đây. Rất là đẹp bò ha anh chị. 16 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài alo trực tiếp giùm em. Đây. Cái đầu tiên này đây là 12 triệu rưỡi anh chị. 12 triệu rưỡi. Đây, xương sóc vú vô món rất là to ha anh chị. Đây. Dàn vú rất là tốt ha. Đó. Rất là đẹp bò. Đó, dàn cúng rất là ok bò ha anh chị. Chiều cao là 1m1 bò ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Rất là đẹp. Rất là to ha anh chị. Đây, rất là đẹp. 12 triệu rưỡi. Con cái kem tơ ha anh chị. Bò này không còn cống ghiết ha anh chị. Đây. Con cái chữa này là 16 triệu rưỡi ha anh chị. Mã số số 3 ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 3 trực tiếp giùm em ha. Con này mẹ này là mẹ đầu trụi anh chị ơi. Anh chị muốn kêu mẹ siêu hay là mẹ con bò bu gì cũng được ha anh chị. Con bò này nhỏ nó bị con chó cắn, nó đứt cái lỗ tai, cái dành tay tí xíu nó dính lòng thòng anh chị. Tại chủ nó cũng không mở ra ha. Con này mẹ nó hai lứa nè anh chị. Con bò này nói chung là cái đồng tiền em đưa ra thôi chứ anh chị mà nó không chỗ nào mà để chê được anh chị. Con nghe nó bóng giống như là nó tha mở sao vậy anh chị. Nè, anh chị theo nó bóng anh chị. Lưng là lưng đôi ha anh chị. Đây, anh chị thấy con nè anh chị. Nó bóng như là tha mở vậy anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà mình nuôi mẹ một con mà để nái á, mình nên coi mấy con bò này mình đầu tư ha anh chị. Đồng tiền nó khá lớn một tí chứ, nhưng mà em nói chung là so qua thời điểm gì nó cũng không lớn mấy anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em 24 triệu anh chị ơi. Giá 24 triệu, mã số số 3 anh chị, chiều cao nó trên 1m25 anh chị. Yếu 1m3 anh chị, trên 1m2 ha. Đó, con mẹ này cực kỳ VIP anh chị. Bò này nói chung là không có chỗ nào chê cái giá tiền thôi anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Nó rất là đẹp bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu alo trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Đây. Chân sóc đứng ok mà con nghé thì nói chung là quá VIP anh chị. Rất là bóng mờ mờ ha. Đó. Anh chị xem con nghé con mình đánh giá được con mẹ giùm em ha. Nói chung là mình mua cái gì mình phải coi con nghé giùm em ha. Cực kỳ VIP ha anh chị. Nó có lỗi chút xíu ở lỗ tai nữa. Nó bị con chó nhỏ nó cắn nó gắt anh chị. Đó, anh chị thấy không? Nó xẻ rồi chứ không có nhân nhầm gì anh chị. Nó khó sao nó vậy ha. Đó mình lấy kéo mình cắt ngang cũng được, mình tại vì nó bắt có chủ nó sao vậy đó. Em để vậy luôn ha anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 24 triệu ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Giá này giá tầm trung anh chị ơi. Bò rất là đẹp ha anh chị. Lâu lâu mà kiếm được cái con này nó rất là khó anh chị. Cái lô bò này em bán cái giá nó cũng rất là mềm anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm Trại Bò Hành Trung giúp em. Đây, rất là đẹp ha. Em đang có chiếc xe, em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, Bình Dương, Củ Chi, Đồng Nai anh chị.
chợ gạo anh chị, Bến Tre này kia đều có hết anh chị ơi. Anh chị nào nhanh tay bắt ghép xe liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, con bò này nó rất là whip luôn anh chị ơi. Đây, rất là bóng mượt ha. Nói chung là mình nuôi nái mình thấy con bò này là quá whip luôn anh chị. Nó bóng như là tha mỡ hay sao vậy anh chị. Con bò này nó rất là tàn, rất là to anh chị, tàn nhất ha. Đó, tàn nhất ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 3 alo trực tiếp giùm em. Mẹ một con là giá tại chuồng của em là 24 triệu anh chị, giá 24 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu alo giùm em ha. Giá 24 triệu. Đây. Con mẹ nó còn rất là mập, rất là to bò ha anh chị. Nó đi theo cái dàn gúng dây nè anh chị. Cái dàn gúng dây cực kỳ vip anh chị. Nó như là con bò xin mình đi anh chị. Xương sóc nè anh chị. Không chỗ nào để chê được. Con mẹ thì nó rất là ok mà con rất là mát sữa anh chị. Nó nói chung là nó dính con ngã cái anh chị, nó đi dàn gúng con ngã cái 3B rất là tuyệt vời anh chị. Đó anh chị xem nó sữa nè. Đó, em quay chi tiết anh chị xem dàn gúng dây rất là ok anh chị. Rất là đẹp. Bò này rất là bóng anh chị. Bóng như tha mỡ vậy. Con mẹ cũng vậy ha, con cũng vậy anh chị. Đây, anh chị thấy không? Rất là to bò ha anh chị. Em đi rất là xa cho anh chị thêm mình đánh giá được con bò ha. Mẹ một con này giá 24 triệu. Rất là vip anh chị. Cái đuôi nè anh chị, lết phết đất luôn anh chị, đụng chậm đất luôn á. Móng sò ha. Anh chị nào nhanh tay mình để nái mình coi mấy con bò này mình để anh chị. Lâu lâu mới sụ được một lô vậy anh chị. Em có một lô bò chữa, ba con bò chữa, bốn bò chữa luôn anh chị. Tục mã số 4 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Mẹ một con này con xin anh chị. Đúng hiếm lòng thòng anh chị ơi, dính ngay đực ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con xin cái nếu thòng lao trực tiếp giùm em ha. Ngay đực ha anh chị. Đây, màu đỏ huyết luôn anh chị ơi. Nói chung là dẻo tàn ha. Cũng rất là đẹp ha anh chị. Anh chị xem nhà cũng giùm em ha. Mẹ một con này có giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi anh chị. Chiều cao nó là 1m15 trở lên anh chị. 1m15 á, yếu 1m2 ha. Trên 1m1. Yếu 1m2 anh chị. Con bò này nói chung là từ nhỏ lớn chưa sổ mũi luôn anh chị ơi, mà nó rất là dễ ha. Mẹ một con nghe được giá 19 triệu rưỡi mã số 4. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm ra bò trong giùm em ha. Em cũng cảm ơn qua thời gian qua cô chú anh chị ủng hộ trại em á. Em đăng lên nhiều bán hết bò anh chị ơi, chứ có ông anh đặt bò số lượng bò rất là lớn ha. Cũng cảm ơn ông anh tin tưởng trại em ha. Đặt em cũng mấy chục bộ á. Em mới giao rồi còn một mớ này là em mới đăng lên cho anh chị ha. Còn một mớ rất là đông bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào cần mẹ một con liên hệ trực tiếp em ha. Nghe đực rồi nghe tơ thì có hết anh chị, bò chữa em cũng có về được một lóc ha. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cái xin nghe đực đực kem hay liên hệ trực tiếp giùm em ha. Nói chung bò này rất là đẹp anh chị, màu đỏ huyết luôn anh chị. Đó, mặt mày em lại cho anh chị xem ha. Đây. Đó, cái mặt nó rất là ok anh chị. Đó, dàn mặt nè. Cái sái nó nằm ngay cái ót anh chị ơi. Con này cái sái lưng nó có mà cái sái mặt nó nằm trên cái ót anh chị. Đó. Màu rất là đẹp anh chị xem cái dàn gúng nè. Đó, giá 19 triệu rưỡi anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Củ Chi, Tây Ninh, Đồng Nai này kia đều có hết anh chị. Có chú nào anh chị ở xa bắt cái hệ trực tiếp giùm em ha, để em ghép xe đi cho anh chị ha. Đây. Con mẹ rất là đẹp, rất là ok ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 4 alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng rất là ok bò ha anh chị. Giá này giá tầm trung ha. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây, cái màu nó rất là đỏ anh chị. Màu đỏ huyết luôn á. Đó. Trái sữa nè anh chị, chà bá ha anh chị. Đây trái sữa nè. Con bò này ở tầm 2 lứa quay về anh chị ơi. Đầu cổ rất là đẹp. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ alo giùm em ha. Mã số 4 giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi ha anh chị. Đó, rất là to bò, rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 4 giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi. Em tiếp tục mã số số 5 ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 5 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con ha anh chị. Bò này chiều cao nó tầm khoảng 1m1 bò anh chị ơi, bò này còn rất là trẻ anh chị. Con bò này tầm 1 lứa hoặc 2 lứa quay về ha. Nó sừng có út nút con khúc anh chị ơi. Dính con ngá cái kem là cực kỳ vip ha, rất là bóng mượt anh chị. Mẹ em đưa cái giá ra giá tầm trung để cho anh chị nào nuôi về đổ béo anh chị. Đây, rất là sạch bò ha anh chị. Giá này giá tầm trung ha, con mẹ nó chiều cao nó trên 1m1 ha, yếu 1m2 quay về anh chị. Nó là cái khung tầm khoảng 1m10 mấy anh chị, tại vì bò nhiều quá đâu có nhớ nổi anh chị. Nó tầm 1m12 hoặc mét lẻ là mét mấy anh chị, mét mốt lẻ năm lẻ sáu gì đó, nhưng mà em nói là trên 1m1 yếu 1m2 là nằm trong cái khung đó cho anh chị dễ biết ha. Còn mà con bò nó chiều cao nó trên 1m2 yếu 1m3 là nó tầm khoảng giữa là 1m2 trở lên ha anh chị, nói cho anh chị rõ ràng cho anh chị dễ biết ha. Đây, mẹ một con này đây anh chị, mẹ một con mã số 5 giá tại chuồng em là 15 triệu rưỡi anh chị, 15 triệu rưỡi, quá mềm anh chị ơi, 15 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, mặt mày rất là sạch ha. Đây, rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 5 alo trực tiếp giùm em ha. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng em là 15 triệu rưỡi anh chị.
quá yêu thương anh chị ơi. Cô chú anh chị nào xích mà dòng dòng mà xin mà nhỏ nhỏ tiền này cứ alo trực tiếp giùm trai bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Rồi, rất là ok bò ha anh chị. Giá này là lâu lâu mới được một bộ ha anh chị. Khó kiếm lắm anh chị ơi. Giá tầm trung rồi anh chị. Đây. Đây. Đây, mẹ một con này giá 15 triệu rưỡi ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Bò này lâu lâu mới được sâu một cặp ha anh chị. Một cặp hoặc hai cặp cứ khó kiếm thì giá mà tầm trung gì lắm ha anh chị. Nói chung là bò lúc này nó cũng nhóng lên chứ không phải là còn rẻ như lúc trước ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Giá là giá yêu thương không anh chị ơi. Đây, giá tầm trung ha. Đó, rất là đẹp. Mẹ một con ngá cái á, mình phân tiền ra là nó ngang tiền hết anh chị ơi. Đó, con ngá cái thì giờ mình bán bèo gì cũng tầm khoảng cũng 6 triệu trở lên ha anh chị. Đó, mẹ một con 15 triệu rưỡi thì quá yêu thương anh chị. Đây. Cô chú nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về Sóc Trăng, Hậu Giang này kia anh chị. An Giang. Anh chị nào bắt thì cứ em chờ em ghép xe đi ha anh chị. Đây. Thí dụ một cuốc xe á, anh chị đừng có sợ. Một cuốc xe anh chị sợ đừng mất tiền. Tại vì một cuốc xe thí dụ mà anh chị ở xa á, thí dụ mà tiền xe ở Bình Thuận đi, là tiền xe 5 triệu hoặc 6 triệu. Em ghép xe nó đi về á là từ mắc móc từ ngoài đó, đó mà em ghép về từ đây cho Vinh của em là em ghép từ đó lên là cái tiền xe để giảm nhất thấp nhất cho anh chị ha. À, còn tao tay lắm thì 1 triệu hoặc 2 triệu hay là thấp còn nữa ha anh chị. Còn mà anh chị nói ghép xe thì mà 200-300 thì không bao giờ có ha. Đó, đây. Mẹ một con này giá thị trường là 15 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là bóng bò. À, mẹ con mã số 6 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con mã số 6 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ con này rất là sạch anh chị. Em đưa cái giá cũng tầm chung chung cho anh chị dễ nuôi ha. Đây, con bò này chiều cao là yếu 1m2 trên 1m1 anh chị. Đây. Rất là to bò anh chị, dính con nghe được anh chị, rất là pin lực ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con mẹ xin được này liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 20 triệu anh chị. Giá 20 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Rất là đẹp anh chị. Cái màu rất là đỏ luôn anh chị ơi. Tại vì em vô cái hình nó hơi mình thấy nó bóng anh chị. Nó chỉ màu nó rất là đẹp anh chị. Đó. Con nghe được rất là ok anh chị. Đó. Rất là bóng bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ một con giá 20 triệu liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Con ngoại rất là to anh chị. Đó, con còn hết thuốc không anh chị? Mẹ một con này giá 20 triệu ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Con bò này chiều nó rẻ tầm khoảng 2 lứa hoặc 3 lứa bay về anh chị. Đây. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Dính con nghe được là không chỗ nào để chê được ha anh chị. Giá này giá tầm trung không anh chị ơi. Bây giờ mẹ một con mà giá gì là giá tầm trung ha. Lâu lâu mới sâu được một lô bò mà mẹ con xin mà giá tầm trung gì ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là đẹp bò ha anh chị. Con nó bóng lưỡng luôn anh chị. Giá 20 triệu, mã số 6 giá 20 triệu anh chị. Con mẹ này chiều cao yếu 1m2 ha, trên 1m1 anh chị. Đây, rất là to bò ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Mã số 6 anh chị. Đây rất là đẹp bò. Đó, dính nghe được giá này giờ anh chị bắt về thì tiền lại lú tiền hết rồi anh chị ơi. Con nghe giờ mình cũng tầm cũng cỡ 7 triệu, 8 triệu trở lên ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là to bò ha. Đây. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 6, giá tại chuồng của em là 20 triệu anh chị. Giá 20 triệu. Nói chung với mã số 5 anh chị ơi. Hai bộ này là chung một chủ anh chị. Con này là cũng lên giống rồi nè anh chị. Nó dính cái con đít nữa nè. Em quay cho anh chị xem ha. Đây, cái màu nó rất là đỏ ha anh chị. Đó, cái dịch nó dính vô cái mông đít nè anh chị thấy không? Đó cái nè. Dính vô cái cạnh đuôi nè anh chị thấy không? Đó. Nó đang lên giống luôn anh chị. Dàn sữa rất là tốt ha. Đó. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con giá tầm khoảng 20 triệu liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to bò, rất là đẹp bò. Đây. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Bò này đều sái chín hết anh chị. Đây. Mã số 6 giá 20 triệu. Mẹ một con nghe được ha anh chị. Mã số 7 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con mẹ siêu anh chị. Nó mập như là con heo quay anh chị. Con này mới đẻ lứa đầu anh chị. Con bò này chiều cao nó cũng khiêm tốn anh chị ơi, lùng liền ha. Nó rất là to anh chị, ngang rất là bự ha. Bò này sắc nhì trở lên anh chị. Anh chị xem dàn lú đánh giá con bò giùm em nè anh chị. Đây. Đó. Anh chị thấy không? Cái dàn sữa rất là khủng anh chị. Xương sóc đứng thẳng gắn rất là ok ha. Đẻ con nghe cái thì nói chung là không chỗ nào để bàn được ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con mã số 7 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con là giá tại chuồng em là 27 triệu anh chị ơi. Giá 27 triệu ha. Con là nói chung anh chị không chỗ nào để chê được anh chị, tùy theo mỗi cái con bò em bán anh chị, cái giá trị của mỗi con ha. Con này đều sái lưng sái mặt đều chín hết anh chị. Cái đầu nó như con cá dù đém vậy anh chị xem nè. Đó. Rất là to, rất là đẹp ha.
đó. Lưng quay là nói chung là không chỗ nào để chê được anh chị. Đây, rất là to, rất là đẹp. Đây, con bò rất là ok lắm anh chị ơi. Lưng quay là nói chung là hở, rất là hở nha. Đây, anh chị xem nè, rất là đẹp anh chị. Con mẹ nó không, em coi nó thịt nó không cũng còn phải 90 kg anh chị. Con mẹ rất là đẹp bò. Anh chị xem trái sữa nè. Quá trời to luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 27 triệu ha. Trái sữa là như bằng cái tô anh chị. Tô to luôn ha. Anh chị xem trái sữa nè. Cực kỳ mát sữa ha anh chị. Đó, anh chị đánh giá giùm bò giùm em ha. Tiền nào của nấy anh chị. Xương sóc đứng là rất là ok ha. Có đèn cúng rất là đẹp ha anh chị. Mẹ một con giá 27 triệu. Đây. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Đây. Đó. Rất là to bò. Đây, cúng rất là đẹp ha anh chị. Dàn cũng rất là ok ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Đây. Giá 27 triệu. Đó, rất là đẹp ha. Đây. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài alo giùm em ha. Đây. Quá trời VIP luôn anh chị ơi, con mẹ này nè. Đó. Con mẹ một con này nó rất là bóng ha. Bóng như là tha mỡ con á. Đó. Anh chị thấy nó rất là đẹp bò ha. Trái sữa gì dần lưng dần đít thì không chỗ nào để chê được anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà thích mà dòng to con mà lớn con á. Nè, anh chị xem trái sữa đó anh chị, đánh giá giùm em ha. Mẹ một con nghe cái này giá tại chuồng của em là 27 triệu ha anh chị. Giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài alo trực tiếp giùm em ha. Bò mới đẻ lứa đầu anh chị. Chiều cao đó là yếu 1m2 anh chị, trên 1m1 anh chị. Yếu 1m2 trên 1m1 ha. Anh chị nhớ chiều cao giùm em ha. Đây, em đứng rất là xa cho anh chị xem ha. Đó, rất là mập thịt luôn. Tục mã số 8 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con nghe cái liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con mẹ này chiều cao nó tầm khoảng 1m2 trở lên ha anh chị. Đây, con bò này mới đẻ một lứa anh chị. Con ngáp được nghe cái 3B thì hết thuốc anh chị. Con bò này sau này anh chị để nái là không chỗ nào để chơi ha. Nó bóng như là tha mỡ anh chị. Em đưa cái giá tầm chung chung cho anh chị ha. Đây. Con bò này nó lợi hại cái nó được có cái nắp đậy ha anh chị. Nó có nắp đậy ở dưới con kim đó anh chị thấy không? Đó. Đây. Con bò này rất là đẹp ha anh chị. Con này là xin lebo ha anh chị. Đây. Rất là tốt bò ha. Đó, cái dàn sữa là chà bá lửa ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con, mã số 8 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to bò, cúng yếm lòng thòng anh chị. Đi dàn cúng gầy rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là to bò. Đây. Rất là to ha anh chị, còn rất là mập thịt ha. Đây, anh chị thấy con mẹ nó đẻ ra nè anh chị. Giống như là con bò F2 anh chị, cổ rô luôn anh chị. Lâu lâu mới sủ luộc một mẹ một con mà đẹp vậy ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 25 triệu anh chị ơi. Giá 25 triệu. Đây. Cực kỳ VIP không anh chị? À, lưng quay là nói chung là không chỗ nào để chê được ha. Đây, rất là đẹp bò. Con là không chỗ nào chê được, cúng yếm rất là đẹp ha anh chị. Đó, em đi xa cho anh chị xem ha. Dàn cúng rất là tốt. Con bò này là lên giống rồi tại chuồng tay em không bắt mà lúc đó chưa bắt được á anh chị. Mình gieo không được ha. Con nó tầm tháng 3 tháng bò mà đẹp nên anh chị. Nó đi cái dàn cúng dây nè. Anh chị không chỗ nào để chê được ha anh chị. Đó. Cực kỳ VIP ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con này giá tại chuồng em là 25 triệu anh chị, cái đuôi đụng đất luôn anh chị. Quá trời con bò này luôn anh chị ơi. Anh chị nào để nái thì mình nên coi kỹ kỹ mấy cái bộ bò này ha. Em đăng lên ha. Mẹ một con này giá 25 triệu mã số 8 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to, rất là đẹp bò ha anh chị. Đây. Đó, rất là bóng luôn. Bóng như là tha mỡ luôn anh chị. Con nghe con á. Đây. Rất là bóng bò ha. Em bán là giá là nói chung là cũng ngang tiền hết anh chị ơi. Anh chị xem cái con ghé cái nè. Sau này anh chị để nái là không chỗ nào để chê được ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 25 triệu mã số 8 ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em. Để nái là không chỗ nào chê được ha anh chị. Đây, con mẹ này còn rất là mập ha anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Mã số 8 giá 25 triệu. Đây, rất là to bò ha anh chị. Đuôi là đụng đất luôn anh chị thấy không? Đụng đất luôn anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần alo giùm em ha. Mã số 8 giá 25 triệu. Mẹ một con nghe cái anh chị. Mẹ một con Pháp anh chị. Con này là mẹ bô đẻ ra anh chị, nói chung nó lùng liền, tắt rất là to anh chị. Con bò này chiều cao là trên 1m2 anh chị, dính con nghe được cực kỳ VIP ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Con mẹ này vô chữa 20 ngày rồi nghe anh chị. Vô chữa 20 ngày rồi ha. Em chưa quên gấp bắt về, em quên lấy cái giấy anh chị. Anh chị nào bắt được con bò này cái em đưa giấy cho anh chị xem ha. Con rất là ok lắm anh chị ơi. Mẹ con rất là đẹp. Cái dàn sữa nói chung là không chỗ nào để chê được anh chị ơi. Giá này giá em đưa cái giá là mẹ một con giá cũng tầm trung cho anh chị dễ nuôi ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là
27 triệu anh chị, giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Đây, con nè, rất là ok không anh chị. Cái dàn sữa nè. Đó, rất là đẹp bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào qua nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Đây. Đây mẹ một con mã số 9 anh chị. Mẹ một con mã số 9 nó hơi chói nắng anh chị. Mẹ một con mã số 9 quá ok luôn anh chị ơi, cái lưng rất là hở ha. Nó hơi chói nắng anh chị xem thông cảm kỹ giùm em ha. Đây, nó bóng như là tha mỡ anh chị. Con bò này nuôi không ốm anh chị. Đó, cái sừng wow rất là đẹp ha. Đây, con ngá rất là ok anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con mẹ kem, con kem alo trực tiếp giùm em ha. Con bò này sau này là nói chung lên bò độ ha anh chị. Đây, con mẹ rất là mập ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Con bò này là vô nọc rồi ha anh chị. Vô 20 ngày ha. Đó, con này là vô nọc rồi ha. Anh chị nào bắt cái đưa giấy lại cho anh chị xem ha. Đây, rất là mập bò anh chị. Con này thịt không còn phải 90 kg trở lên anh chị ơi. Đây, rất là pin lực ha. Cái dàn quai nó hở như là con heo anh chị. Cái dàn lai anh chị thấy không? Em mới về nó cũng hơi nhát ha. Con mẹ rất là mập ha anh chị. Đây, rất là ok bò. Giá tại chuồng của em là 27 triệu anh chị. Giá 27 triệu. Giá 27 triệu ha. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm em ha. Lâu lâu sở hữu được một mẹ con được giá 27 triệu ha anh chị. Đây, rất là đẹp bò ha anh chị. Đây, giá 27 triệu. Cô chú anh chị nào nhu cầu bắt mẹ một con ghé được alo trực tiếp giùm em. Đây, rất là to, rất là đẹp bò ha anh chị. Đây. Rất là ok ha. Con mẹ nó chiều cao là trên 1m2 ha anh chị, anh chị. Con mẹ là trên 1m2 bò ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt liên hệ trực tiếp giùm em. Đây, rất là bóng, rất là đẹp bò anh chị, xương sóc đứng ok lắm anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là đẹp bò. Sải đều chín hết anh chị, mập nù đã lắm anh chị ơi. Con bò đẻ tầm khoảng một lứa hoặc hai lứa quay đầu về anh chị. Đây. Đó, em quay cho anh chị xem ha. Đó, rất là mập bò. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu alo trực tiếp em ha. Hai lứa hoặc ba lứa, hai lứa ba lứa rồi quay đầu về. Đây, rất là to bò anh chị.